Một số nội dung chính trong nước tiếp tục chương trình thời sự trưa nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng tạm giữ 5 container dược liệu. Chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam, Osman Điền. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự hỗ trợ to lớn của Ngân hàng Thế giới không chỉ là nguồn vốn mà còn là tư vấn kỹ thuật, trí tuệ, kinh nghiệm cho Việt Nam. Thủ tướng cũng nêu rõ, bất cứ hội nghị quốc tế lớn nào ở Việt Nam cũng đều có sự tham gia của Ngân hàng Thế giới với sự nhiệt thành mang tính xây dựng. Thủ tướng cho biết, năm nay Việt Nam đạt kỷ lục lớn, đó là xuất khẩu gạo sẽ đạt mức lớn nhất thế giới với giá cao nhất từ trước tới nay, qua đó góp phần bảo đảm an ninh lương thực trên thế giới. Nhiều sự kiện lớn, đông người đang diễn ra ở Việt Nam. Điều đó cho thấy Việt Nam đã thành công trong kiềm chế đại dịch COVID-19 nhờ sự quyết liệt đi trước một bước. Nhưng trước mắt, Việt Nam chưa mở cửa cho du lịch quốc tế vì thế giới chưa kiểm soát được đại dịch. Nhưng các chuyên gia, nhà quản lý, công nhân lành nghề người nước ngoài đều được cho phép vào Việt Nam làm việc. Hôm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã kiểm tra đột xuất 5 container tại cảng Tiên Sa và phát hiện lượng lớn thảo dược. Trong khi đó, để nhập được số hàng hóa này, doanh nghiệp đã cố tình khai báo giả mạo từ hàng hóa dược liệu thành các loại thực phẩm sấy khô như củ cải, cà rốt. Qua theo dõi, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng phát hiện lô hàng 5 container từ cảng Hang Pu, Trung Quốc nhập về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, chứa lượng lớn hàng hóa nghi là dược liệu. Trong khi đó, chủ lô hàng này là một doanh nghiệp tại Hải Dương đã mở tờ khai nhập khẩu từ ngày 14 tháng 6 với khai báo hàng hóa là củ cải, cà rốt, hạt điều, sấy khô. Được biết, theo quy định, đây là loại mặt hàng được kiểm tra nhập khẩu rất kỹ, nên trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã làm giả khai báo để thông quan. Hiện Cục Hải quan Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành xác minh, kiểm đếm và mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Trong 6 tháng đầu năm, ước tính khoảng 540.000 lao động được giải quyết việc làm. Con số này mới đạt 36,5% kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân chính là do dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới thị trường lao động việc làm trong nước. Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2020, ước tính đã giải quyết việc làm cho 540.000 lao động, đạt 36,5% kế hoạch đặt ra. Trong đó, riêng tháng 6, 120.000 lao động được giải quyết việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong 6 tháng đầu năm nay ước tính là 62,4%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi khu vực thành thị trong quý 2 năm 2020 ước tính hơn 4%. Điều này cho thấy dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến tình hình việc làm của người lao động trong 6 tháng đầu năm. Cục Việc làm đang tiến hành báo cáo về việc làm cho đối tượng đặc thù. Đó là nhóm thanh niên, lao động nông thôn, lao động nữ lớn tuổi, lao động vùng biên, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất, lao động chấp hành xong án phạt tù. Ngoài ra, các trung tâm dịch vụ việc làm nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động. Thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tác động rất lớn đến tình hình lao động việc làm. Những ngày qua, Hà Nội bước vào cao điểm mùa nắng nóng với nhiệt độ tăng mạnh từ 39 đến hơn 40 độ C. Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài khắp miền Bắc và các tỉnh miền Trung khiến nhu cầu sử dụng điện năng tăng vọt kỷ lục. Kéo theo đó là hóa đơn của các hộ dân cũng tăng cao. Dù đã thay đổi những thiết bị tiêu thụ điện lớn bằng những thiết bị tiết kiệm điện, nhưng việc sử dụng 24/24 giờ và sử dụng hết công suất, nên chỉ số công tơ điện của gia đình anh Vũ Hùng vẫn tăng đột biến. Nói thẳng ra là trong COVID này thì nó khó khăn, mình muốn là tiền điện, nhà công ty điện phải có giảm giá nhân dân để là kiểu xuống để cho nhân dân nó đỡ khổ về kinh tế, mình ai cũng khổ, không phải mình tất cả. Trong tháng 5, Hà Nội có 94.232 khách hàng sử dụng điện tăng từ 50% đến dưới 100% so với tháng 4. Đáng chú ý có hơn 24.600 khách hàng đã tăng trên 300%. Chúng tôi cũng luôn luôn thực hiện công tác tuyên truyền các đối với khách hàng. Trong ngày vừa qua thì như các chị đã biết thì là cái thời tiết rất là nắng nóng nên là sản lượng sử dụng điện của khách hàng tăng cao đột biến. Không ít khách hàng phản ánh việc hóa đơn tăng vọt gấp 2 đến 3 lần so với tháng trước, trong khi thực tế sử dụng điện không biến động nhiều so với thời điểm trước. Lý giải nguyên nhân này, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết chủ yếu là do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho việc làm mát tăng cao, làm cho điện tiêu thụ của các hộ gia đình tăng. Qua theo dõi của chúng tôi vào những ngày 8/9 vừa rồi, thì các quận huyện của chúng tôi thì hiện tại là có 5 quận huyện
là có tăng mức tăng trưởng từ 10 đến trên 20%. Phía EVN cũng cho rằng chỉ với các hộ gia đình có sử dụng máy lạnh, máy điều hòa nhiệt độ mới thấy rõ việc sử dụng điện tăng lên nhiều và kèm theo đó là chi phí sử dụng điện cũng tăng theo. Còn với các hộ không sử dụng máy lạnh và chỉ sử dụng quạt làm mát thì chi phí này không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng tiêu thụ điện tăng chỉ là 10 đến 20%, trong khi khách hàng phải chi trả lại tăng từ 50 đến 300%, cho thấy cách tính giá điện hiện đang gây thiệt cho khách hàng. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế mới được chúng tôi cập nhật. Ấn Độ, Trung Quốc thảo luận về căng thẳng biên giới. New York, Mỹ mở cửa giai đoạn 2. Ngày hôm qua, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, các chỉ huy của hai nước đã gặp nhau ở khu vực Mundo, ở phía ranh giới kiểm soát thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4 vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15 tháng 6. Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng ranh giới kiểm soát thực tế, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng phía Ấn Độ đã vi phạm cam kết. Phía Trung Quốc không xác nhận trường hợp thương vong do đụng độ. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu-EU đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 22 bằng hình thức trực tuyến, trong đó tái khẳng định cam kết hoàn tất thỏa thuận đầu tư song phương toàn diện trong năm nay. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham gia sau. Lãnh đạo hai bên ghi nhận những tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán và tái khẳng định cam kết hoàn tất thỏa thuận đầu tư toàn diện Trung Quốc-EU trong năm 2020. Trung Quốc và EU đều hướng tới một thỏa thuận tham vọng và nhất trí triển khai mọi nỗ lực nhằm sớm đạt đồng thuận về những quy tắc liên quan tới cạnh tranh công bằng. Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-EU diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng khi một loạt bất đồng nảy sinh liên quan tới những quy định đầu tư và thương mại, vấn đề Hồng Kông và an ninh quốc gia. Hôm qua, đúng 3 tháng kể từ khi phong tỏa, một trong những tâm dịch COVID-19 của nước Mỹ cũng như thế giới là thành phố New York đã chính thức bước vào giai đoạn 2 trong lộ trình mở lại hoạt động. Tuy nhiên, số người được phép trở lại làm việc tại công sở, khoảng 300.000 người, vẫn ít hơn nhiều so với trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Các công ty vẫn phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội và chỉ số người có mặt cùng lúc trong không gian trong nhà. Ngoài các công sở, giai đoạn 2 cho phép các quán ăn có không gian ngoài trời mở lại, các cửa hiệu bán hàng, các dịch vụ cắt, làm tóc và dịch vụ bất động sản được bắt đầu hoạt động. Hệ thống tàu điện ngầm trước đây vốn là phương tiện di chuyển phổ biến và thuận lợi của người dân New York, hiện vẫn khá vắng khách bởi tâm lý e ngại nhiễm bệnh trên các phương tiện công cộng. Lần đầu tiên trong 9 năm qua, Nhật Bản sở hữu một siêu máy tính được xếp hạng có tốc độ xử lý nhanh nhất thế giới. Đó là chiếc máy tính Fugaku của Viện Nghiên cứu Riken được chính phủ Nhật Bản hỗ trợ. Không chỉ thống trị về tốc độ xử lý, siêu máy tính Fugaku còn chiếm lĩnh các vị trí hàng đầu trong 3 hạng mục khác liên quan tới ứng dụng trong công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu lớn Big Data. Theo Viện Nghiên cứu Riken, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một siêu máy tính có được vị trí số 1 trong cả 4 hạng mục nêu trên. Fugaku đã giành được vị trí số 1 trong tháng này sau khi đạt mức xử lý nhanh gấp 2,8 lần so với hệ thống máy tính Summit của Mỹ. Đứng thứ 3 tiếp tục là một siêu máy tính khác của Mỹ, trong khi đó đứng thứ 4 và thứ 5 là hai siêu máy tính của Trung Quốc. Đến đây chương trình thời sự trưa nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.